Mến chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Bác sĩ ơi tại sao được phát sóng vào lúc 16 giờ 20 phút thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ về lá thư của một vị khán giả đã gửi về cho chương trình. Đây là khán giả Phương Dung, 60 tuổi, nhà ở quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi mắc chứng tiểu đêm tiểu nhiều lần đã một năm nay, dậy đi tiểu 3-4 lần. Cả đêm chỉ ngủ được 2 tiếng khiến đầu óc thiếu minh mẫn, mệt mỏi, người gầy đi và chán ăn. Có đêm dậy còn bị ngã. Nhưng tôi không dám kể với sắp nhỏ ở nhà vì nếu biết thì chắc chắn chúng sẽ rất lo. Hiểu được nỗi lo lắng của vị khán giả vừa rồi thì hôm nay chương trình có mời đến trường quay một chuyên gia về tiết niệu, xin được giới thiệu với quý vị tiến sĩ bác sĩ Đỗ Anh Toàn, trưởng khu niệu B2 Bệnh viện Bình Dân, giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Kính chào bác sĩ ạ. Chào Thanh Phương, chào quý vị khán giả. Và để phần nào hiểu rõ hơn về nỗi khổ của những bệnh nhân mắc phải chứng rối loạn tiểu tiện, ngay sau đây thì xin được kính mời bác sĩ và quý vị khán giả cùng theo dõi câu chuyện sau. Trời ơi, con trai, trai, cái gì vậy? Người em đẹp quá mà, sao ăn ở mức vệ sinh vậy? Nè, có bệnh truyền nhiễm hay không? Tôi mà bị lây bệnh từ em mới bán nhà, bán cửa mà chữa bệnh cho tôi. Chị làm như em là ổ bệnh nó bằng nha. Xin lỗi chị nha, nhìn đi, đẹp đẽ sang trọng đúng không? Trong đây nè chị, một ổ, ổ bệnh trong một kho tàng kiến thức y học trong đây nè. Mà nè, gia đình văn hóa sao bữa nay không đi dạy học làm gì đây? Thật ra vậy nè, anh bị bệnh. Anh bị bệnh hả? Bệnh gì vậy? Ảnh á, bệnh nặng ghê lắm. Nặng sao chị? Tiểu đêm mà một đêm tiểu nhiều lần. Nhiều lần là bao nhiêu chị? 7-8 lần á, ban đêm thôi, không kể ban ngày. Ban ngày nữa là nhiêu chị? Ban ngày ban đêm tổng cộng gần 19-20 lần. Trời đất ơi, không phải là kiện nhiều chị dạ. Móc kiện chồng chị ra nghe chưa? Gia đình bạn bè đi chơi ngồi kính xe 25 chỗ ngồi. Dạ. Đang đi á. Tên nó toàn bộ trên xe tới cười rần rần. Bị như vậy đó mà uống thuốc hoài nó không được thuyên giảm. Anh phải đi khám bác sĩ đàng hoàng chứ đừng có tự uống bậy bạ vậy nghe. Bởi vì theo như cái kiến thức y khoa trong đây của em nè, tiểu đêm ha, tiểu nhiều lần này ha, là nó có thể là triệu chứng của bệnh thận hoặc là phi đại tuyến tiền liệt. Khám rồi nghe, bị thận là không phải phì đại tuyến tiền liệt, bổ hồi năm ngoái rồi. Năm nay thì bị bàng quang là bị tăng quạt OAB. Có nghĩa là bàng quang gây kích thích. Chưa hết đâu em, sao ban đêm thì mới khổ với cuộc đời của anh. Tiểu 60 lần, không muốn ngủ nghe gì được, riết rồi mất cái thâm quần. Thương lắm em, cái bắt là ổng rờ gối rờ mền rờ chăn. Kêu nói hên quá không có gì. Thì ra là ông bị ám ảnh, tiểu đêm tội nghiệp lắm luôn đó em. Chị phải cảm ơn về cái cuộc hạnh ngộ của chúng ta ngày hôm nay. Rồi là sao? Từ cái ngày mà em lập ra một cái nhóm gọi là đi mà giám sát an toàn trong ấp mà em làm trưởng nhóm. Nữa hả? Mặc dù cái chức tới chưa ai phong cho em hết, nhưng mà nhờ như vậy nha, em thu thập nhiều cái thông tin bổ ích lắm. Thiệt, có cả thông tin về cái chứng bệnh của anh luôn. Hay quá. Nghĩa nói cho vợ chồng anh biết về cái cách điều trị coi. Để cho anh chị hiểu rõ hơn, em mời bác sĩ tư vấn cho anh chị nha. Mời anh chị lắng nghe bác sĩ tư vấn. Vậy thưa quý vị, qua tiểu phẩm vừa rồi có lẽ là chúng ta cũng đã phần nào hiểu được nỗi khổ của những bệnh nhân mắc phải chứng rối loạn tiểu tiện. Vậy nguyên nhân do đâu dẫn đến hội chứng này thế à thưa bác sĩ? Cái hội chứng mà rối loạn tiểu tiện như thế này á, gặp khá nhiều, cả hai giới nam lẫn nữ. Để mà có một cái quá trình đi tiểu bình thường á, thì nó đòi hỏi sự toàn vẹn từ cái hệ thống thần kinh cho đến bàng quang, cho đến cái hệ thống cơ thắt của niệu đạo. Bất kể những cái bệnh lý gì mà ảnh hưởng tới một trong ba cấu trúc trên sẽ gây ra những cái rối loạn về tiểu tiện, và trong đó cái bàng quang tăng hoạt OAB á, hay là bàng quang kích thích là nguyên nhân thường gặp gây ra cái triệu chứng rối loạn đi tiểu ở mọi lứa tuổi. Thì đây là một cái hội chứng mà có thể xảy ra ở những phụ nữ mà có sinh con nhiều lần, hoặc là người lớn tuổi rối loạn về nội tiết thì có thể ảnh hưởng tới cái sàng chậu ở những người nam giới mà bị cái bệnh lý mà phì đại tuyến tiền liệt cũng như viêm nhiễm của bàng quang, hoặc ở những người mà sử dụng những cái chất kích thích như rượu, thuốc lá, hoặc là ở những người mà bị căng thẳng về tâm lý. Dạ, vậy thưa bác sĩ, chứng rối loạn tiểu tiện này thì nó sẽ có những ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của người bệnh ạ? Cái rối loạn tiểu tiện nó không phải là một cái bệnh lý mà nguy hiểm, ảnh hưởng tức thì tới cái tính mạng người bệnh. Tuy nhiên cái vấn đề này nó ảnh hưởng rất là trầm trọng tới cái chất lượng cuộc sống của người bệnh. Hỏi một người mà đi tiểu rất là nhiều lần thì sẽ ảnh hưởng trầm trọng tới cái công việc hàng ngày của người ta. Tình trạng mà tiểu đêm nhiều lần đã ảnh hưởng tới giấc ngủ, sẽ gây ra cái tình trạng là sa sút về tinh thần, thể chất rất là trầm trọng, gây ra cái rối loạn về tâm lý. Và cái tình trạng tiểu đêm
đêm này cũng gây ra tăng cái tỷ lệ đột quỵ ở người lớn tuổi. Vì cái việc mà thức dậy quá nhiều vào ban đêm, với những người mà bị cái chứng mà tiểu không kiểm soát á, người bệnh á luôn luôn trong cảm giác là sợ nó bị xón nước tiểu ra ngoài, làm cho người bệnh lúc nào cũng lo lắng. Thưa bác sĩ, với hội chứng là rối loạn tiểu tiện như là tiểu nhiều lần, rồi xón tiểu, tiểu không tự chủ, trong hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB và làm cho bệnh nhân cảm thấy rất lo lắng, mất ngủ, triền miên, vậy làm sao để có thể chấm dứt được tình trạng này? Thứ nhất là cần phải đến một bác sĩ chuyên khoa về tiết niệu để được thăm khám cũng như là thực hiện một số các xét nghiệm cận lâm sàng để được chẩn đoán phân biệt với một số bệnh lý khác. Thì việc điều trị thì xoay quanh những vấn đề đó là điều chỉnh về lối sống, dùng thuốc, tập sàng chậu cũng như phẫu thuật. Thì cái việc mà phối hợp điều trị đó thì là do bác sĩ chuyên khoa quyết định. Về cái mục đích điều trị á, thì xoay quanh những mục tiêu như sau: là nó ổn định cái sự co bóp của cơ bàng quang, tăng cái sự chứa đựng nước tiểu, duy trì sự khỏe mạnh của hệ thống thần kinh chi phối hoạt động của cơ bàng quang. Và mục tiêu cuối cùng đó là gì? Nó ổn định cái sàng chậu. Để đạt được mục tiêu đó thì ngoài những cái thuốc Tây y thì những cái sản phẩm từ chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu nành được pha chế theo một tỷ lệ thích hợp cho thấy sự kiểm soát cái triệu chứng đi tiểu nhiều lần, tiểu đêm này trong hội chứng OAB rất là cao, và cái tỷ lệ nó lên đến trên 96% trong dân số những bệnh nhân bị hội chứng OAB. Lời khuyên cho người bị rối loạn tiểu tiện: để giảm các triệu chứng tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xón, tiểu không tự chủ nhanh chóng và hiệu quả, không nên uống trà, các thức uống chứa caffeine như cà phê, rượu bia, nước tăng lực, hạn chế ăn các thực phẩm nhiều axit như cam, chanh, bưởi, cà chua, giảm uống nước 2 đến 4 giờ trước khi đi ngủ, luyện tập thể dục, bài tập Kegels giúp tăng sức cơ vùng chậu và phục hồi cơ bàng quang. Nên sử dụng sản phẩm có chứa Goles chiết xuất từ hạt bí đỏ Pepo và mầm đậu nành từ thụy sĩ đã được nghiên cứu lâm sàng chứng minh tác dụng tại Hàn Quốc và Nhật Bản, giúp giảm co thắt, tăng tính đàn hồi của cơ bàng quang, duy trì sự khỏe mạnh của hệ thống thần kinh có kiểm soát hoạt động tiểu tiện, tăng sức cơ vùng chậu, nâng đỡ bàng quang, giúp giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xón, tiểu không tự chủ và giảm hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Xin được cảm ơn những lời khuyên, những chia sẻ của bác sĩ đã gửi đến cho chương trình. Và bây giờ thì xin mời bác sĩ và quý vị cùng tiếp tục quay trở lại với câu chuyện của chương trình ngày hôm nay nhé. Đó, thấy chưa? Trời đất ơi, phải mà chị nghe bác sĩ tư vấn sớm á hả? Là chị với chồng chị à, không phải chạy đôn, chạy đáo, rồi hốt thuốc đầy, rồi nấu thuốc nọ, vừa tốn tiền mà lại không có hiệu quả nữa. Mình dùng thảo dược có phải dùng cho đúng liều nè, đúng lượng nè, chứ không hả, cái nguy cơ mà bệnh nặng thêm á rất là cao. Bác sĩ nói để mà chữa được cái bệnh này cũng đơn giản thôi, chỉ cần chúng ta biết sử dụng sản phẩm được chiết xuất từ thảo dược. Ủa em, rồi cái vụ thảo dược đó, mình muốn mua cái chỗ đúng nguồn gốc á, đừng có để bị mà mua lầm á, là mình mua đâu? Đây, em chỉ anh luôn, đây có sẵn. Nghĩ là chu đáo thiệt các em. Đây, tèn tèn tèn, đây anh chị coi. Hả? Đây nha, đây là sản phẩm có thành phần Goles từ Thụy Sĩ, được chiết xuất từ hạt bí đỏ Pepo của châu Âu, giúp giảm, giảm gì? Giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xón, tiểu không tự chủ và hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Các nghiên cứu lâm sàng đã chứng minh 96% người dùng đã giảm tiểu đêm nè, tiểu nhiều lần nè, tiểu xón nè, tiểu không tự chủ nè, không lo nữa, không lo cái vụ đó. Mà sản phẩm này á đã được Bộ Y tế cấp phép, được kiểm nghiệm an toàn, có uy tín và bán rộng rãi ở các nhà thuốc luôn. Ủa em, chỉ cho anh cách dùng là như thế nào? Trong vòng 10 ngày đầu, uống 2 lần, sáng tối, mỗi lần uống 6 viên. À, trong một ngày uống 2 lần. Ngày thứ 11, anh uống 2 lần, cũng sáng tối, mà uống còn 4 viên thôi. Cho chị hỏi nghe tác dụng á, tác dụng như thế nào? Mà chị nghe nói là sản phẩm từ thảo dược á, không bị nóng. Dạ đúng rồi chị, bởi vì nó chiết xuất từ thảo dược mà. Khi uống từ 6 đến 8 ngày, thì cái số lần tiểu trong ngày của mình á, giảm xuống ít hơn 8 lần. Còn cái vụ tiểu đêm á, thì chỉ còn 1 đến 2 lần một ngày một đêm thôi. Đó, rồi khi mà mình uống từ 3 đến 4 tuần á, thì cái số lần tiểu đó chỉ còn là không cho tới 1 lần thôi. Trời ơi, hay quá. Tuyệt vời chưa? Tuyệt. Rồi uống từ 3 đến 6 tháng, ôi, không còn tiểu đêm, không còn tiểu nhiều lần, tiểu xót, tiểu không tự chủ nữa. Vậy hả? Dạ. Nếu mà liệu trình chứng minh tác dụng rõ ràng như vậy á, chị là anh yên tâm rồi. Dạ. Rồi mình phải kết hợp với ăn uống điều độ nè, rồi mình tập những cái bài tập để mà có tác dụng ở cơ dùng chậu, để cho mà phục hồi bàng quang, đúng không? Hay quá, vậy là chị cũng biết giống em rồi đó. Sơ. Nhưng mà anh có ý như này nè, bệnh thì mỗi người mỗi khác. Dạ. Không, mình phải đi khám bác sĩ để bác sĩ hướng dẫn và đưa ra cái phương pháp điều trị cho nó hợp lý, chứ không thôi là tiền mất tật mang đó. Đúng rồi. Dạ rồi, thôi giờ hai người yên tâm rồi nghe, biết cái hướng là mình cần phải làm gì rồi phải không? Ừ. Vậy thôi bây giờ đem đi,
nha. Em còn phải qua những cái nhà khác nữa. Em phải giám sát cái app của mình chứ. Để coi coi nhà nào mà có ai bị bệnh nữa, em phóng vô em tư vấn cho người ta. Giỏi. Chờ em nha. Em đi đây. Đi đi. Hy vọng rằng chương trình hôm nay đã mang đến cho quý vị khán giả thật nhiều những thông tin hữu ích. Xin được kính chào và hẹn gặp lại.